trình Bản tin 24/7 được phát sóng trên kênh HTV7. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 11 năm 2020 có những nội dung sau đây. Hàng trăm nhà dân bị lũ chia cắt, hiện trường lở núi san phẳng ngôi làng ở Quảng Nam, Công Vinh, Thủy Tiên đội mưa phát tiền cho hơn 12.600 hộ dân ở Hải Lăng, cách ly khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh không tiếp nhận bệnh nhân mới. Việt Nam có thể sản xuất vaccine COVID-19 vào cuối năm 2021. Người đàn ông từ Nga về Quảng Ninh nghi nhiễm nCoV. Ông Trump cướp giật trên Twitter trong những ngày căng như dây đàn. Cửa hắn nào cho Trump và Biden?